Hello, mới chào các bạn. Trước mặt của mình là một cái phở, tiệm phở Sài Gòn Bay ở Sacramento, ở cái đường Stockton Boulevard. Bữa nay trong đây có phở challenge đó. Mình vô đây mình thử thách coi mình ăn nổi một cái tô phở trong đây không. Và các bạn theo chân mình vô đây ăn thử cái tô phở challenge trong đây thì coi nó như thế nào nha. Ok, let's go. Cái này là SS small, không có size medium. Và đây là cái tô phở challenge. Không, nó bự vậy đó các bạn. Đó. Thì ở đây là mấy cái nồi quê của họ để đây nè. Đó, thấy không? Đây là cái nhà hàng Sài Gòn Bay ở đường Stockton Boulevard của Sacramento. Thì bữa nay mình có dịp tới đây chơi đó, rồi mình ăn mình quay chơi. Đó, bây giờ mời các bạn coi mình có vượt qua được cái thử thách này không nha. Đây là cái tô small này nha các bạn. Một hồi cái tô phở challenge ra mình để chung với nhau thử coi nó ra làm sao nha. Ok, bây giờ mình sẽ ấy giờ nha các bạn. Nè, bây giờ đang quay nha, giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Mời nha. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Tối là không. Thật ra mình tới đây mình chỉ là cha làm chơi cho vui thôi, chứ cái tàu phở này mình thấy không là mình đã dọn con đạn, không bao giờ hết nổi. Ta cho một tiếng đồng hồ mình mới ăn có 25 phút mà mình đã tự động mình ngán ngang, chứ đừng nói chi mà ăn hết mà hết giờ mới có 25 phút mà ăn không nổi nữa. Ngon quá, thơm đắng.
thôi thua. Nhưng mà tôi phải là rất là ngon nha. Nhiều quá. Tôi phải là đúng ra là mình phải ăn 4 người, 5 người á, 5 người á, 5 người trở lên á. Cái con small nó có chút xíu vậy. Nó 6 tô, cặp 6 tô nhỏ đó, phải không? 13. Hả? 13 tô. À đâu đó. Ừ. 13 tô nhỏ luôn. 13. Ồ, 13 tô size small nha các bạn. Tô này bằng 13 tô size nhỏ luôn á. Bây giờ nó ngán quá, không dám ăn nữa, ăn như sợ nó ối. Ăn hết nổi à, thua. Coi như là mình trả 45 đồng. Thật ra mình challenge để vui thôi chứ thật ra ăn đâu có nổi cái tô phở này. Nó bự quá bự luôn. Mới ăn chưa được nửa tiếng nữa. Đó. Là đã no rồi. Giờ nó cứng cái bụng. Nó lên tới trên họng luôn, ăn vô nó dội dội ra không nổi nữa. Còn cả đống luôn. Coi nè. Quá trời. Dễ sợ. Vậy mà sao có mấy người ta ăn nổi hay à? Có 18 phút à, có người ăn 18 phút là hết tô phở rồi. Ghê sợ rồi. Thôi, video kết thúc ở đây nha các bạn. Ăn hết nổi rồi, giờ tính tiền đi về thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bye bye.